Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Think Pro. Và bây giờ thì mình nói với các bạn một vấn đề, đó chính là 18 triệu các bạn đã có thể mua một chiếc laptop văn phòng mỏng nhẹ, chỉ nặng khoảng tầm hơn 900 gram thôi, thì các bạn có tin hay không? Chắc chắn là sẽ khó tin đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm như vậy, đó chính là chiếc LG Gram 13. Và cụ thể sản phẩm này sẽ có những cái điểm gì hay và nổi bật, và thực sự LG đã comeback như thế nào trên thị trường laptop, thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay với bọn mình nhé. Và các sản phẩm này đang được bán tại cửa hàng ThinkPro, đang được giảm giá hơn 1 triệu, nên là link tham khảo mình sẽ để phía bên dưới video. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Đầu tiên khi nhắc đến các sản phẩm của LG thì chúng ta sẽ thấy được rằng là dạo gần đây LG đang PR rất là mạnh mẽ về cái việc là sở hữu những cái chiếc laptop rất là mỏng nhẹ. Và đối với một sản phẩm 13 inch thì cân nặng khoảng tầm 0,9 kg thôi, thì thực sự đây là một cái điểm nhấn vô cùng tốt, cũng như là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là các bạn dân văn phòng hoặc là các bạn về doanh nhân chẳng hạn cũng cần một cái chiếc laptop như thế này rất là nhiều. Và với một cái thiết kế bên ngoài được làm bằng chất liệu nhôm liền khối, nên là cái việc mà nó bền bỉ và chắc chắn thì chúng ta cũng thấy được rằng nó được thể hiện rõ ràng từ cái chất liệu rồi. Mình cũng đã trải nghiệm chiếc LG Gram này rồi để xem là nó có hiện tượng flake hay không, thì mình cảm nhận thấy rằng là nó chỉ hơi flake một chút thôi, bởi vì nó đổi lại với cái cân nặng nhẹ nhàng mà. Tuy nhiên thì mình cũng cảm nhận thấy rằng là khi mà chúng ta dùng một cái lực mạnh để chúng ta gõ vào bàn phím thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự flake đấy thôi. Còn đâu nếu mà chúng ta gõ nhẹ nhàng, đơn giản, bình thường thì nó lại không phải là một cái vấn đề gì dành cho các bạn. Và ngoài ra nữa thì bản lề của nó cũng được làm rất là chắc chắn, và đặc biệt là chúng ta có thể thấy rằng là nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái sự vừa sexy từ những cái đường cắt CNC này, nó lại vừa mang đến cho chúng ta một cái độ bền bỉ theo chúng ta suốt 5 tháng khi mà chúng ta sử dụng một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này thì còn gì bằng, đúng không nào? Và chúng ta sẽ có hệ thống cổng kết nối như thế nào mà mình lại dành một cái lời khen nữa dành cho LG như vậy? Thì nó mang đến cho chúng ta hệ thống cổng kết nối với một cổng USB Type-C tích hợp Thunderbolt 3 này, hai cổng USB Type-A này và một khe thẻ micro SD. Và ngoài ra nó cũng được trang bị jack cắm tai nghe 3.5 nữa, nên là mình thấy rằng là như vậy chúng ta đã thấy khá là đủ cổng kết nối để cho chúng ta có thể làm việc. Hơi đáng tiếc một chút để tạo nên một cái sự hoàn hảo, đó chính là cái việc nó chưa được trang bị cổng chuyển HDMI để cho chúng ta, ví dụ các bạn sinh viên hay là các bạn doanh nhân chẳng hạn, các bạn muốn trình chiếu thì nó cũng hơi gây bất tiện cho các bạn một chút, bởi vì các bạn cần phải sắm thêm một chiếc hấp chuyển nữa thì các bạn mới có thể tối ưu công việc của các bạn. Và bây giờ khi mà nhắc đến trải nghiệm người dùng thì chắc chắn chúng ta không thể nào mà không nhắc đến về vấn đề bàn phím và vấn đề màn hình rồi. Thì đối với màn hình của LG 13 này thì nó sẽ không được mỏng đều giống như LG Gram phiên bản 2020, mà thay vào đó thì nó sẽ mỏng ở ba phía viền trên và viền dưới, thì do nó có chữ LG ấy, nên là nó sẽ hơi dày hơn một chút. Tuy nhiên thì xét tổng quan lại thì nó vẫn mang đến cho chúng ta một cái diện tích hiển thị khá là rộng, và đặc biệt là cũng khá là đều mắt đấy chứ, đúng không? Thì đối với một cái màn hình sexy vừa phải như vậy, kèm theo đó là chất lượng hiển thị cũng như độ bao phủ màu cao với 95% sRGB, cùng với đó là một độ sáng cũng khá ấn tượng, nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm màn hình ổn khi mà chúng ta ví dụ như là làm đồ họa, hay là chúng ta ví dụ chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop Lightroom chẳng hạn, hoặc là chúng ta có những cái tác vụ như là xem YouTube này, thì nó cũng mang đến cho chúng ta một cái màu sắc rất ấn tượng, phù hợp với cái nhu cầu đó của các bạn. Và đặc biệt là nếu như chúng ta mang đi in ấn thì nó cũng không hề có hiện tượng sai màu, các bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Thì đối với bàn phím của chiếc LG 13 inch này thì nếu mà so sánh trong tầm giá khoảng tầm 13 inch này thì sẽ có gì? Mac E 2020 đúng không? Thì mình cũng đánh giá rằng là đối với bàn phím của chiếc LG này nó sẽ hơn so với chiếc MacBook Air 2020. Bàn phím của nó thì mang đến cho chúng ta một cái hành trình phím sâu, layout phím được bố trí hợp lý, và đặc biệt là khi mà mình trải nghiệm thì mình cảm thấy là rất ưng ý đối với bàn phím của cái sản phẩm LG này, bởi vì chất liệu của bàn phím này mang đến đó là một chất liệu nhựa cao cấp, nó tạo cảm giác rất là êm ái khi mà chúng ta trải nghiệm gõ phím, đặc biệt là phím gõ rất là êm tay nữa. Trải nghiệm của chúng ta vẫn luôn hoàn hảo trên cái bàn phím của chiếc LG Gram này. Và đối với phím thì các phím lên, xuống, sang thì đều được làm tách biệt nhau, và đặc biệt là cái phông chữ của LG nó rất là góc cạnh, nó rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đặc biệt là nó cũng đã tô điểm thêm một số những cái chi tiết màu cam ở trên bàn phím này, để mang đến một cái sự nổi bật cho bàn phím, thì đây cũng là một cái điểm thể hiện rằng là LG đang
ngày càng hoàn thiện hơn và thiết kế của bản thân mình, chăm chút đến từng cái chi tiết nhỏ một. Đi kèm với bàn phím thì luôn luôn là touchpad. Thì đối với touchpad của LG Brand thì nó mang đến cho mình một cái độ tracking khá là ổn. Tuy nhiên thì đối với tay mình hơi ra mồ hôi thì nó sẽ hơi bị zip một chút, nên là mình cần phải có một khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút để có thể mang đến một cái cảm giác quen hơn và trải nghiệm tối ưu hơn trên cái touchpad của chiếc LG này. Và ok, bây giờ thì chúng ta đã qua hết về những cái trải nghiệm phía bên ngoài rồi. Không biết là trải nghiệm thực tế khi mà mình làm việc trên chiếc LG này thì nó sẽ như thế nào? Thì đối với sản phẩm mình đang sở hữu ở đây, sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 8 dòng chip tiết kiệm điện. Và đối với bộ vi xử lý này thì chắc chắn chúng ta có thể thoải mái làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản như là Word, Excel, PowerPoint. Nếu như bạn nào mà muốn thỉnh thoảng chỉnh sửa ảnh chẳng hạn, hoặc là cắt ghép video thì mình cũng có thể làm được. Nhưng mà nó sẽ không được tối ưu cho lắm thôi. Các bạn đừng sử dụng với tần suất quá nhiều và quá cao thì nó sẽ không thể đáp ứng một cách trọn vẹn nhất. Bạn nào muốn sử dụng chiếc LG này để giải trí những cái tựa game nhẹ nhàng thì nó cũng có thể đáp ứng được cho các bạn. Và để nhận biết rõ ràng hơn về hiệu năng của chiếc RAM 13 này thì mình sẽ show thông số bảng Cband R20 ở đây cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất nhá. Và ok, đối với sản phẩm này thì chắc chắn là những cái chiếc laptop dành cho các bạn doanh nhân hay là các bạn dân văn phòng thì chúng ta sẽ rất quan tâm thời lượng pin. Thì đối với thời lượng pin của chiếc LG 13 này thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng pin rất lý tưởng, sẽ có khoảng từ 8 đến 9 tiếng, thoải mái cho chúng ta có thể làm việc một ngày mà không cần phải lo lắng về cái vấn đề là có nên mang sạc đi hay không. Nhưng mà mình cũng tiết lộ cho các bạn một điều, đó chính là sạc của LG thì rất là nhẹ, không phải là một cái vấn đề gì đó quá quan trọng khi mà chúng ta phải phân vân xem là có nên mang sạc đi hay không đâu. Đó, nhưng mà nói tóm lại thì đây vẫn là một cái điểm cộng dành cho chiếc LG này, đúng không nào? Và trong tổng giá 18 triệu thì chúng ta sẽ khó có thể thấy được rằng là có một cái chiếc laptop nào đó để có thể có được trang bị khoảng tầm 512GB SSD, đúng không? Tuy nhiên thì đối với chiếc LG RAM này thì nó sẽ trang bị sẵn cho các bạn 512GB SSD rồi, và chúng ta có thể nâng cấp tối đa lên 32GB RAM. Và ngày hôm nay thì nói tóm lại, với chiếc LG 13 này trong tầm giá 18 triệu thì chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một cái thiết kế bên ngoài cực kỳ sexy, một chất lượng build chắc chắn, và ngoài ra thì cân nặng vô cùng nhẹ nhàng, chưa đến 1kg. Bên cạnh đó thì chất lượng hiển thị cũng như là độ bao phủ màu của một cái màn hình đẹp, và đặc biệt là bàn phím cũng cho chúng ta một cái trải nghiệm rất chiều chuộng người dùng. Và nói chung là trong tổng giá 18 triệu thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái đối thủ rất đáng gờm và thực sự là nhẹ nhất trong phân khúc 18 triệu rồi. Và nếu bạn nào mong muốn sử dụng một chiếc laptop nhẹ nhàng thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn dành cho các bạn. Và ok, sản phẩm này đang được bán tại cửa hàng ThinkPro đang giảm giá hơn 1 triệu. Nên là nếu như bạn nào có nhu cầu thì hãy nhớ truy cập ngay link mình để phía bên dưới video nhé. Và các bạn ơi, các bạn đã từng sử dụng sản phẩm này hay chưa? Và các bạn nghĩ gì về sản phẩm này? Các bạn có chia sẻ gì hay không thì hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhé. Bye bye!